1 triệu căn nhà ở xã hội, ý tưởng điên rồ hay dự án tinh vi của Nguyễn Thành Nghị? Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp là dự án đầy tham vọng của ông Nguyễn Thành Nghị, là Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Ông Nghị từng du học tại Mỹ, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng. Tuy nhiên, những dự án kế hoạch tương tự ở các nước tiến bộ lại không áp dụng được tại Việt Nam. Các nước tiến bộ chính quyền trong sạch, quản lý xã hội tốt khiến giá đất không vượt quá xa tầm với của người dân. Trong khi đó, ở Việt Nam, giá đất lại bị đẩy lên quá cao, xa với tầm của những người có thu nhập trung bình. Vậy nên sẽ không thể kéo giá đất trở về phù hợp với người có thu nhập trung bình và thấp. Đấy là điều rất dễ nhận ra và với người Việt Nam ai cũng biết như vậy. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Thành Nghị vẫn quyết tâm đề xuất dự án 1 triệu căn nhà xã hội? Ông làm điều này có thật sự vì lợi ích của người có thu nhập thấp như trong mục đích cao cả mà dự án đề ra hay vì lợi ích của một nhóm nào đó? Vào ngày 15 tháng 5, tờ báo Việt Nam Express đã có phỏng vấn phóng sự với tựa đề Đại diện công nhân thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở xã hội chỉ thấy trên TV. Bài viết phản ánh thực trạng dự án nói trên chỉ tồn tại ồn ào trên truyền hình, còn thực tế người thu nhập thấp vẫn không thể với tới được. Như vậy, thực tế đã chứng minh dự án của ông Nghị không đem lại lợi ích cho người nghèo. Vậy câu hỏi đặt ra là dự án này đem lại lợi ích cho ai? Được biết, doanh nghiệp nhận dự án này sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi và dự án đang rơi vào tay các doanh nghiệp bất động sản đỉnh đám như Vingroup, Novaland, Kim Oanh Group, v.v. Giả sử doanh nghiệp được hưởng ưu đãi nhưng người nghèo không nhận được những căn hộ nhà này mà lại rơi vào thành phần đầu cơ thì điều gì sẽ xảy ra? Rõ ràng lúc đó chỉ có chủ doanh nghiệp và thành phần đầu cơ được hưởng lợi hơn cả. Đáng chú ý, khi dự án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội được triển khai thì chính phủ cũng duyệt chi gói tín dụng lên tới 120.000 tỷ đồng để mà hỗ trợ người thu nhập thấp mua nhà. Tuy nhiên, đến nay 3 năm đã trôi qua, gói tín dụng này vẫn tắc nghẽn, tiền không đến được tay người nghèo. Xem ra người nghèo đang bị chặn tất cả các ngả đường dẫn tới ngôi nhà được dán mác là nhà ở xã hội. Dân nghèo không có tên trong danh sách mua nhà, dân nghèo cũng không được duyệt để vay tiền mua nhà. Như vậy, còn con đường nào dẫn dân nghèo đến với những ngôi nhà của họ hay không? Và cuối cùng thì những lợi ích từ các chính sách ưu đãi mang lại sẽ chảy vào túi những ai là câu hỏi đang đặt ra. Như mọi dự án công hay dự án ưu đãi, các doanh nghiệp thân hữu là kênh thu lợi nhiều nhất từ ưu đãi chính sách, rồi sau đó lại quả cho các quan chức hàng chục và nhiều chục phần trăm. Với vai trò là người khởi xướng đại dự án này, liệu ông Nguyễn Thành Nghị có đứng ngoài không sơ mũi gì trong những khoản lãi quả đằng sau tấm mặt nạ đẹp đẽ của dự án này hay không? Ở đất nước Việt Nam, người nghèo chưa bao giờ được hưởng lợi gì từ chế độ, chưa có đất nước nào mà chính quyền nhà nước lại dập ra công ty xổ số bất nhân để mà bóc lột sức lao động của người già, tàn tật, trẻ em, người nghèo như ở Việt Nam cả. Ở đất nước này không chỉ có dự án đánh bạc do nhà nước cầm cái như các công ty xổ số mà trong hầu hết các dự án đều có tính trục lợi. Các dự án đưa mục tiêu phục vụ người nghèo thì làm giãn mác, chỉ làm mác mỏ mà thôi thì đó là lợi dụng danh nghĩa nhân danh nghề nghèo để đưa ra những chính sách trục lợi đút túi riêng. Sẽ không có mấy người nghèo với được các dự án nhà ở xã hội may mắn lắm được rơi vào trường hợp mà những kẻ có quyền có thế ban phát cho để làm màu lấy hình ảnh quảng bá. Còn đa số người nghèo vẫn không được hưởng chút quyền lợi nào cả. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin 1 triệu căn nhà xã hội, ý tưởng điên rồ hay dự án tinh vi của Nguyễn Thành Nghị. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm muốn lật kèo, tính đường không nhả chức chủ tịch nước. Vào ngày 26 tháng 8, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội đã thông báo với báo chí rằng việc bầu chức danh chủ tịch nước sẽ được tiến hành tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 năm 2024. Khi ông Cường đã công bố công khai nghĩa là các bên đã đạt được thỏa thuận về việc chia chác quyền lực
trong nội bộ của đảng, đặc biệt là phe quân đội muốn Tô Lâm nhà ghế chủ tịch nước để họ còn tính chuyện riêng. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dẫn đầu đoàn sang Bắc Kinh để mặt trầu Tập Cận Bình. Chuyến đi này được đánh giá là bước đệm để Lương Cường tiến đến vị trí mới là chủ tịch nước của Việt Nam. Giống như một điều kiện bắt buộc, bất kỳ nhân vật nào muốn vào tứ trụ đều phải sang Bắc Kinh tìm hậu thuẫn, và Lương Cường cũng không ngoại lệ. Đáng nói là tướng Lương Cường cùng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là hai nhân vật trưởng thành từ Tổng cục Chính trị, nơi được xem là có rất nhiều nhân vật thần tàu. Việc tấn công vào Đại học Fulbright Việt Nam trong thời gian vừa qua được cho là do bàn tay của hai vị tướng này. Họ cố ý tỏ lòng trung thành với Bắc Kinh và quyết liệt bài thành phần được cho là thân Mỹ trong đảng. Từ tháng 8, phe Lương Cường và phe Tô Lâm xem như đã thỏa thuận xong về chức chủ tịch nước. Tuy nhiên, theo một thông tin rò rỉ mới nhất, ông Tô Lâm đang muốn giữ luôn chức chủ tịch nước, không chịu nhả. Vậy nên chưa chắc đã có chuyện bầu lại chủ tịch nước trong kỳ họp Quốc hội thứ 8 sẽ kéo dài và khai mạc từ ngày 21 tháng 10. Tuy ghế chủ tịch nước ở trong tay Tô Lâm không tăng thêm quyền lực cho ông, nhưng nếu nhả ghế này cho phe quân đội thì Tô Lâm có nguy cơ bị quân đội trỗi dậy, gây áp lực. Đây là kịch bản mà Tô Lâm không muốn xảy ra. Dù đang là phe mạnh nhất nhưng thế lực Tô Lâm vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể áp được luật chơi lên tất cả. Đáng lo ngại nhất vẫn là nhóm quân đội. Nếu Phan Văn Giang và Lương Cường bắt tay nhau thì lúc đó phe quân đội vừa có chân trong tứ trụ, vừa có súng đạn nên cân bằng quyền lực với công an. Cũng đáng chú ý, nếu Lương Cường và Phan Văn Giang bắt tay nhau thì họ sẽ tạo ra thế gọng kìm, kẹp chặt Hoàng Xuân Chiến đang được Tô Lâm hậu thuẫn. Như vậy, phe quân đội đang chuẩn bị để nhận ghế chủ tịch nước, kể cả việc đi chầu để lấy lòng Thiên Triều phương Bắc. Còn phe Tô Lâm thì đang miễn cưỡng, chưa muốn nhả ra. Điều này cho thấy Tô Lâm đang xoay sở để có thể lật kèo vào phút chót. Chưa bao giờ ghế chủ tịch nước lại trở nên quan trọng như bây giờ. Trước đây, ghế này được xem là hữu danh vô thực, chỉ mang tính lễ nghi chứ không có thực quyền. Tuy nhiên, nếu ghế này gắn kết chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thì sẽ không còn hữu danh vô thực nữa, mà ngược lại là chiếc ghế đầy quyền lực. Lấy ví dụ, khi Tô Lâm mới nắm chức chủ tịch nước, dù lúc đó ông chưa nắm được chức tổng bí thư, nhưng thực quyền đã rất mạnh. Nguyên nhân là do ông điều khiển được Bộ Công an, vì thế thực quyền của chủ tịch nước Tô Lâm thì hơn hẳn Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng. Chính ông Tô Lâm hiểu hơn ai hết về sự lợi hại của cái ghế chủ tịch nước một khi rơi vào phe tay quân đội. Chiến tranh cung đình thì vẫn còn đang rất khốc liệt, mặc dù bề ngoài trông có vẻ yên ắng sau cuộc đảo chính mềm. Tô Lâm thì lo củng cố quyền lực bất chấp thủ đoạn, còn phe quân đội thì đang tính đường hạn chế quyền lực của ông. Ông Lương Cường đã làm mọi cách để nhảy sang ghế chủ tịch nước, tuy nhiên ông có giành được ghế này hay không thì phải đợi thêm thời gian trả lời. Giật bất cứ món gì khỏi tay Tô Lâm đều không hề dễ dàng. Quý vị và các bạn vừa theo bản tin Tô Lâm muốn lật kèo, tính đường ôm chức chủ tịch nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.